Trong tháng 5 trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình đã có nhiều cách làm sáng tạo linh hoạt, phối hợp tổ chức thành công 6 buổi hiến máu trực tiếp tại khoa huyết học và truyền máu bệnh viện đa khoa tỉnh, thu hút hơn 800 tình nguyện viên đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn nhiệt tình tham gia. Qua các buổi hiến máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tiếp nhận 850 đơn vị máu, cơ bản đáp ứng nhu cầu về nguồn máu cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Không có trường hợp bệnh nhân nào nguy hiểm đến tính mạng vì không được truyền máu kịp thời. Chúng tôi phải thường xuyên nắm bắt chặt chẽ cái diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 để từ đó kịp thời có cái giải pháp để phối hợp tổ chức các cái buổi hiến máu với phương châm là vừa hiến máu cứu người nhưng mà vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì chúng tôi đã tuyên truyền cập nhật thông tin các tình nguyện viên để từ đó sẵn sàng ứng cứu và tổ chức các buổi hiến máu để phục vụ chữa bệnh ở các bệnh viện của tuyến trung ương. Hộ chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình cũng tiếp tục triển khai nhiều hoạt động vận động người dân các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.